Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa đây mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Vì vậy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô và Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hương phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kinh mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa khi con nó buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa gì tội cùng làm việc để tội cho xứng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Hiệp dâng trong thánh lễ sáng hôm nay, xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn Cha Giuse Hoàng Đức An, Anton Nguyễn Văn Bằng nhân lễ dỗ, Michael Bùi Đức Huỳnh, Francisco Xavier Trương, Phêrô Tạ Đắc Thức, Anna Nguyễn Kim Nhung, Lucia Đỗ Thị Trữ mới qua đời, Maria Nguyễn Thị Huyền, Maria Phạm Thị Cài, Maria Phạm Thị Đông, Maria Teresa Trần Thị Thanh, Teresa Trần Thị Đào Thu mới qua đời. Cầu cho người tội lỗi biết ăn năn trở về với Chúa. Cầu cho linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ, các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn. Để cho như ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận, giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng Oh.
Tin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hiệu Ê-phê-sô. Thưa anh em, tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha thể theo sự phong phú của Người là đấng vinh hiển ban cho anh em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh em được vững vàng. Xin cho anh em nhờ lòng tin được Đức Kitô ngự trong tâm hồn. Xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy, anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta và làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong hội thánh và nơi Đức Kitô Giêsu đến muôn thuở muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa. Tình thương Chúa chan hòa mặn đơn. Tình thương Chúa chan hòa mặn đơn. Người công trên hai reo hò mừng Chúa. Kẻ ngay lành nào cơ tiếng ngợi khen. Tạ ơn Chúa gieo vàng tiếng đàn cầm. Kính mừng Người gây muôn cung đàn sáng. Tình thương Chúa chan hòa man đơn. Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng. Mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu thêm điều công minh chính trực. Tình thương Chúa chan hòa mặn đơn. Thương Chúa chan hòa mặn đơn. Chương trình Chúa ngàn năm bền vững. Ý định của lòng Người vang kiếp trường tồn. Hòn phung thay của gia đưa Chúa làm Chúa tế. Hòn phung thay dân nào Người cho làm gia nghiệp. Tình thương Chúa chan hòa mặn đơn. Chúa đề ma trong nom Người kính sợ Chúa. Kẻ châm cay vào lòng Chúa yêu thương. Hầu kêu họ khỏi tay thần chết và nuôi sống trong bụi cơ hàm. Tình thương Chúa chan hòa mặn đơn. Alleluia. Alleluia. Ôi trong quyền hoàng thiên, Ngài ơi.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng quả là lạ lùng. Đức Giêsu được mệnh danh là Hoàng tử Hòa Bình và Ngài đến để đem bình an cho nhân thế. Và chính vì ơn cứu độ mà Ngài đã đến và sự bình an ấy, ít nhất như những gì các ngôn sứ tiên báo, Ngài sẽ làm cho hòa bình trở lại trên trái đất này. Hòa bình ấy không phải là hòa bình của con người, nhưng là hòa bình của Thiên Chúa, là sự bình an và niềm hạnh phúc đích thực. Tuy nhiên, Đức Giêsu lại tuyên bố rằng Ngài đến không phải để đem bình an, mà là sự chia rẽ. Nếu thực sự chúng ta chỉ hiểu đơn giản như những gì mà chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Đức Kitô cũng là Thiên Chúa tự mâu thuẫn với chính Ngài. Nhưng thưa không, chúng ta để ý một chi tiết rất nhỏ là Thầy đến để ném lửa vào mặt đất và Thầy ước chi lửa ấy cháy bùng lên. Lửa ấy là lửa gì? Thưa, lửa của lòng mến, lửa của đức ái, lửa của yêu thương. Và lửa ấy không phải là ngọn lửa theo tính chất vật lý, mà nó được đặt vào trong chính con tim. Chính trong con tim được thôi thúc để bùng lên, cháy lên, hun đúc một ngọn lửa sống động ấy để mời gọi chúng ta sống như chính Ngài. Ngài đã sống như thế nào? Thưa, yêu cho đến cùng tận. Và nếu chúng ta có được ngọn lửa ấy thực sự, và nếu chúng ta yêu thực sự như chính Ngài đã yêu, thì sẽ không có sự chia rẽ. Và như vậy, hai vế của một cùng một mệnh đề cho chúng ta thấy bình an chỉ có được khi người ta có lửa của đức ái, của yêu thương. Còn nếu họ không có lửa của đức ái, yêu thương, thì dù họ có xây đắp cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ dẫn đến chia rẽ. Chúng ta thấy Đức Kitô đến hơn 2.000 năm, thế giới, thế gian vẫn còn chiến tranh, vẫn còn giết nhau, vẫn còn ganh ghét, vẫn còn ganh đua, vẫn còn xào xáo, bởi vì thiếu lòng đức, thiếu đức ái, thiếu lòng mến, thiếu bình an thực sự. Và điều mà Ngài mời gọi chúng ta đốt lên ngọn lửa ấy, và Thầy ước mong ngọn lửa ấy bùng cháy lên. Xin cho đời sống người Kitô hữu chúng ta, trong những gì chúng ta đã được lắng nghe, chúng ta đã được học hỏi, và hơn nữa chúng ta được cảm nghiệm về chính lòng thương của Thiên Chúa dành cho mình, chúng ta cũng hãy làm cho ngọn lửa yêu thương ấy luôn bùng cháy trong con tim, để chính khi chúng ta có được ngọn lửa yêu mến và yêu thương ấy, chúng ta mới có thể làm cho chính bản thân mình được bình an và yêu thương, để rồi ngọn lửa ấy mới có thể lan tỏa đến người xung quanh.
Xin cho ngọn lửa ấy không bao giờ lịm tắt, không bao giờ phai tàn, nhưng luôn luôn làm cho con tim, làm cho tâm trí, làm cho con người của chúng ta bùng lên với ngọn lửa yêu mến mà chính Thiên Chúa đã trao cho chúng ta. Amen. Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, chúc tùng Chúa đã ban cho chúng con bánh này là hoa màu rộng đất và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa là Chúa Tể trời đất, chúc tùng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa, mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kính ca ngợi và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói:
Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Michael chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tới bàn tiệc nước trời và ban dồi dào sức sống mới. Xin phù trợ chúng con trong cuộc sống hàng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Xin hiền vinh.